Kính chào quý vị và các bạn, tốt trở lại xin gửi đến quý vị và các bạn bản tin về Minh Béo. Trước một số tin đồn lan truyền trên mạng xã hội rằng diễn viên Minh Béo bị bắt vì tội quấy rối tình dục khi đi lưu diễn tại Mỹ, ngày hôm nay 28 tháng 3, anh trai nghệ sĩ hài này đã lên tiếng xác nhận dù chưa nêu rõ lý do. Có vẻ như cái tên Minh Béo có lẽ tiếp tục lại gây chú ý trong dư luận, dù nhiều người chắc vẫn chưa quên được những scandal lạm dụng tình dục liên quan đến nam nghệ sĩ nặng ký của showbiz Việt này. Hôm nay, theo nguồn tin từ báo chí của Mỹ và bầu show của Minh Béo cho biết và chưa nói rõ lý do, bầu show Dũng Tyler cho biết tối ngày 27 tháng 3 theo giờ địa phương, người quản lý của Minh Béo tại Mỹ thông báo cho các nhà tổ chức có show với nghệ sĩ này rằng anh đã bị cảnh sát của quận Cam, Nam California bắt giữ. Trong những ngày tới, bầu show có thể tìm người thay thế Minh Béo. Cũng theo người quản lý này, số tiền tại ngoại cho Minh Béo là 1 triệu đô la, tương đương với 22 tỷ tiền Việt Nam. Lý do Minh Béo bị bắt hiện nay vẫn chưa được xác nhận. Theo thông tin thì nghệ sĩ hài Minh Béo bị bắt lan truyền trong nước từ trưa ngày 28 tháng 3. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Tâm đang ở Mỹ chia sẻ với giới nghệ sĩ Việt và bầu show ở đây đều biết thông tin Minh Béo đã bị bắt. Chiều ngày 28 tháng 3 trao đổi với báo VN Express, người nhà diễn viên xác nhận vài ngày không liên lạc được với Minh Béo và đang tìm mọi cách để liên lạc với anh ta. Theo anh trai cũng là người quản lý của Minh Béo thì những ngày đầu lưu diễn tại Mỹ, Minh Béo vẫn liên lạc về nhà. Tuy nhiên 3 ngày nay gia đình đã không còn liên lạc được với anh vì cảnh sát không cho gặp. Gia đình đang nhờ người thuê luật sư để bảo vệ quyền lợi cho Minh Béo. Khi có thông tin lan truyền trên mạng xã hội rằng Minh Béo bị bắt vì tội quấy rối tình dục, gia đình nghệ sĩ này cho biết có thể Minh Béo bị hại hay là bị gài bẫy. Theo một nguồn tin thì Minh Béo bị cảnh sát Mỹ bắt và mức bảo lãnh tại ngoại là khoảng 1 triệu đô la Mỹ, tức là khoảng 22 tỷ đồng. Minh Béo là một trong những diễn viên sân khấu hài kịch nổi tiếng của Việt Nam. Anh được nhiều khán giả yêu mến qua những vai diễn duyên dáng gắn liền với ngoại hình đặc trưng cùng với lối sống kín tiếng trong sự nghiệp từ khi bước vào nghề. Tuy nhiên năm 2014, Minh Béo bị tố đồng tính và gạ tình trai trẻ. Sự việc này đã gây không ít ảnh hưởng đến hình ảnh của nam nghệ sĩ. Minh Béo sang Mỹ lưu diễn từ ngày 18 tháng 3 tại California. Sau đó, anh bay sang Atlanta tiếp tục trình diễn. Ngày 26 tháng 3, nam diễn viên hài còn lên trang cá nhân khoe hình lưu diễn tại đây. Sau đó, trang cá nhân của anh không cập nhật gì thêm nữa. Minh Béo có tên thật là Hồng Quang Minh, sinh ngày 27 tháng 12 năm 1977, quê ở Tiền Giang. Anh tốt nghiệp khoa diễn viên kịch năm 1999, khoa đạo diễn năm 2005 của Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Ngoại ngữ Hà Nội năm 1999. Anh có nhiều vai diễn trên sân khấu kịch như Cậu Phước ở Số Đỏ, Ông Già Tàu làm gái, Minh Nhổ Lông Vịt, Đêm Giao Thừa Đáng Nhớ, Tám Bố Xua, Mướn Chồng. Ngoài ra Minh Béo còn đóng phim và làm MC. Anh sở hữu sân khấu riêng mang tên mình tại quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2010, anh gây chú ý khi tham gia chương trình Bước Nhảy Hoàn Vũ mùa đầu tiên. Và hiện nay anh tham gia một số những chương trình, ví dụ như là Lục Lạc Vàng, đến với bà con khắp nơi, miền thôn quê, và khá nổi tiếng đối với bà con các vùng sâu, vùng xa và bà con nông dân ở các vùng trồng lúa khắp Việt Nam. Thông tin Minh Béo bị bắt khá bất ngờ, và cho đến nay thông tin này được lan truyền rộng rãi trên mạng và vẫn chưa ai xác nhận được chính xác anh bị bắt vì lý do gì. Nhiều người cho biết thì Minh Béo có khả năng bị bắt về lạm dụng tình dục và thông tin này vẫn chưa được xác nhận. Chúng tôi tiếp tục cập nhật thông tin trong các bản tin tiếp theo. Xin kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị ở các bản tin tiếp theo.